gieo bờ chở lúa về các bạn ơi. Chỗ này là mỗi lần qua là mỗi lần móc, không biết lần này có tiếp móc không hay là rồi hết rồi hết rồi. Có đứa này chạy vô nữa các bạn. Rồi tiếp tục nữa hả? Sao lát đợi lát nữa nó về hả đắp luôn. Ông lấy cái vỏ ông kéo chặn ngang được không? Đỡ không? Lấy cái vỏ tôi chặn lát nó về kéo vỏ ra. Đắp tay nữa hả? Lấy sập vỏ tôi một cái kìa. Không có cái gì chống, không có xào. Đang đi lấy qua lấy cái sập vỏ các bạn ơi, con nước nó chạy vô rồi các bạn. Bị leo bờ qua bờ nè, chiếc ngập bao quá xa luôn bạn ơi. Đây chỉ kéo con sung lên. Ồ có lý à, kẻ xíu kẻ lát không lại tới nữa giờ. Thoát nạn. Còn dắt lúa nữa. Bốn người dắt mấy hồi đó. Giờ thì mấy cắt đang chạy lên các bạn ơi. Nãy giờ đợi mấy kéo lên quá trời tải lúa luôn rồi mọi người ơi. Bạn thấy kìa. Đợi mấy kéo đi nãy giờ cả tiếng hồ rồi các bạn. Có tải lúa kìa các bạn ơi. 1 bao, 2 bao, 3 bao, 4 bao, 5 bao, 6 bao, 7 bao, 8 bao. 8 bao mà đợi mới kéo lại nên là chắc cả chục bao các bạn. Tại vì đang hứng nữa các bạn ơi. Quá trời tải à. Cái này mà thí dụ mà là tải một bên vậy mà nó hơi nghiêng thì ảnh sẽ nâng sườn lên nha các bạn, nâng một bên lên. Còn bên đây thì ảnh đang anh chủ ruộng đang lấy cái sạp ra đó các bạn ơi. Phui cái sạp ra tại vì nó kéo tới rồi. Rồi bắt đầu chặn nước tiếp các bạn ơi, quá trời luôn. Còn một cậu đó nha mọi người. Ở bên đây nước nó chạy vô nè. Mỗi lần chạy là mỗi lần lấy sạp lại thắng các bạn. Rồi, tới đâu nước trắng xóa tới đó luôn các bạn thấy không? Coi ghê găng luôn, trời trời. Nó lên sóng ghê găng ngoài biển như luôn các bạn. Rồi tới cái chục ba bây giờ mới kéo lại kịp các bạn ơi. Hai ba bốn năm sáu bảy tám tám chín bao gì đó mọi người.
bên đây thì đắp đắp bên đây thì nó bị mỏi bên kia nè mọi người ơi, bên kia đắp rồi mà nó vẫn còn nước chảy nha các bạn. Khòm dưới đó ngày nào cũng khòm mà dưới nước mất sạch hết trơn các bạn ơi. Tưởng đâu bữa nay khỏe rồi ai ngờ đâu gặp cái vụ này nữa. Để mình lên đầu này quay cho nó dễ thấy nữa các bạn. Còn bên kia còn cháy các bạn. Quá trời cực luôn. Không có năm nào mà cực như năm nay các bạn ơi. Làm một công đất tính ra lại có nhiêu tiền đâu mà quá cực khổ rồi. 110 mấy ngày mới được cắt các bạn. Tính mà chi phí vật tư, tiền cắt, rồi tiền mướn nhân công, hỗn ngày đắp mẫu, nhân cao su. Rồi sấy thì có lò sấy nhà không tính. Hỗn ngày đâu đi thăm ruộng xem nước xem gì ổn ngày mấy ngày tới ngày cắt vậy nè, mà bữa nay không có mưa cũng đỡ các bạn. Lúa thì nhầm chỗ nó nập nó sập nó nằm dưới nước luôn, đâu có cắt được mọi người, chỉ cắt được mấy chỗ đứng thôi, chỗ sập bỏ nha các bạn, không có vui sướng gì đâu. Cái gì đó đất nhiều, đất nhiều thiệt nhưng mà cũng cực lắm các bạn. 80 công đất mà tính ra cũng giống như người nghèo thôi mọi người ơi. Nhiều khi người nghèo còn sướng hơn các bạn. Rồi video mình làm tới đây kết thúc nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn. Rồi chào tạm biệt mọi người.